Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cộng Hòa năm xưa và cũng là đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Và Sài Gòn bây giờ là 6 giờ 15 phút tại quận 5. Và hôm nay em đang đi làm về và thấy kẹt xe quá, rồi bỗng nhiên nhớ đến các anh chị và các bạn. Trong khi chờ đợi kẹt xe thì em đi một vòng rồi đi về và dẫn các anh chị đi lang thang cùng em trên cung đường Cộng Hòa và đường Lý Thái Tổ ha, để chúng ta xem cái hình ảnh của con đường Lý Thái Tổ về đêm như thế nào. Và trước mặt chúng ta đó là ngôi chợ Nancy ngày xưa, và cuối đường là cầu Nguyễn Văn Cừ đi qua Dương Bá Trạc quận 8. Và ngay đây là gần với giao lộ An Dương Vương, thành Thái năm xưa. Và chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại, đó là cung đường Lý Thái Tổ. Và chúng ta thấy những hình ảnh kẹt xe ghê chưa. Buổi chiều giờ cao điểm, giờ tan sở thì có rất là nhiều xe cộ. Và ngày hôm nay nhân một buổi kẹt xe rồi, em mời bà con mình cùng đi dạo với em nha. Bên cánh phải chúng ta có một cái mall, đó là Now Zone, siêu thị Now Zone. Siêu thị cũng rất là lớn ở quận 5 này. Và phía sau siêu thị này, đó là một cái khách sạn 5 sao, khách sạn Nikko. Trên đó có hồ bơi rồi ha, nếu chúng ta thích thì mình có thể đăng ký bơi rồi thưởng lãm cà phê trên đó cũng được, không cần phải ở đó ha. Và ở đây chúng ta đang đứng ở đây là cái cầu đi bộ nối liền từ quận nhất qua quận 5. Một bên cánh phải này là quận nhất và bên cánh trái là quận 5. Và bên cánh trái chúng ta thấy đó là ngôi trường Petruski năm xưa và cũng là trường Lê Hồng Phong ngày nay. Với hình ảnh của ngôi trường này chúng ta thấy rất là cổ kính. Và ngôi trường này cũng là ngôi trường chuyên, những em học giỏi lắm mới được vô trường này nè. Một lần nữa em mời bà con mình cùng xem ngôi trường và nhìn thoáng qua ngôi trường về đêm như thế nào ha. Nếu mà các anh chị và các bạn đã từng học ngôi trường này thì một lần nữa em mời bà con cùng nhìn lại. Và hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi một dọc con đường này cho đến đường Lý Thái Tổ, đến ngã 6 Điện Biên Phủ luôn. Đối với con đường Lê Quang Sung ở ngoài chợ lớn là con đường giao duyên, theo anh Sunny Đoàn thường nói, tại vì chỗ đó thì bán trầu cao rất là nhiều, sính lễ, đồ cưới rất là nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến con đường kết duyên, đó là con đường Lý Thái Tổ. Con đường làm thiệp cưới rất là nhiều. Nếu các anh chị và các bạn ở xa, chưa từng biết đến Sài Gòn và chưa từng biết đến cái khu in ấn thiệp cưới, thì ngày hôm nay chúng ta có dịp mình khám phá ha. Ta đang đứng ở ngay trước cổng trường, và ngày nay có tên là trường chuyên Lê Hồng Phong, với kiến trúc vẫn như ngày nào. Và bây giờ trường đã đóng cửa rồi. Ngay cổng trường có cái đồng hồ đó ha. Rồi chúng ta sẽ anh đi thẳng hướng này ha. Và mình sẽ đi ngang chút xíu nữa, các lẽ mình sẽ đi ngang qua căn nhà số 320 Điện Biên Lý Thái Tổ, để các anh chị bạn có thể nhìn lại cung đường và căn nhà ngày xưa của chúng ta. Một căn nhà chúng ta đã có một thời gắn liền với tuổi thơ ở đó. Và khu phường 1 quận 5 ố quận 10 cũng có rất là nhiều anh chị
thông qua cái clip đi vào khu bàn cờ Nguyễn Hiền Thuật thì cũng có rất nhiều anh chị comment về những cái khu ở phường 1 quận 10 này. Và ngày hôm nay chúng ta có dịp lại tiếp tục lang thang và cùng ngắm lại phố phường. Và ngày xưa cung đường này có rất là nhiều cây lớn nè, nhưng mà ngày nay thì cây rất là ít. Đó, nhìn thấy bên kia đó là nhà hàng, ngày xưa là nhà hàng Phúc An Khang đó. Và ngày nay thì có một phần của Phúc An Khang và ở trên là nhà hàng khác. Mình nhìn thấy những hình ảnh kẹt xe ở Sài Gòn, nhìn thấy quải luôn. Xe cộ đông đúc tấp nập, giờ tan sở. Hôm nay Sài Gòn có mưa, mưa lúc trưa cho đến 4-5 giờ, và bây giờ hơn 6 giờ thì Sài Gòn hết mưa. Chúng ta thấy hình ảnh của ngã 6 Cộng Hòa bây giờ không có một cái chỗ trống luôn nè. Xe cộ tấp nập ghê chưa. Thẳng hướng camera mình sẽ đi về đường Hồng Thập Tự, và bên tay phải là đường Phạm Viết Chánh nè. Nhìn thấy xe nóng lạnh luôn. Và bên đây là đường Nguyễn Hoàng, Trần Phú ngày nay. Xe cộ đổ về không có một lối đi luôn. Em không thấy cái vạch trắng qua đường luôn. Không biết qua đường được hay không. Và có lẽ cái video này sẽ rất là dài đây. Sài Gòn hôm nay là thứ ba nhưng mà rất là đông, rất là kẹt xe. Bởi vì cái giờ này là giờ cao điểm. Mình nhìn lại cung đường Nguyễn Văn Cừ nè. Nơi đó có nhà hàng Phúc An Khang nè. Và nơi đây có một cái công viên, công viên nhỏ nhỏ nằm ở đầu đường Nguyễn Hoàng. Và đây chúng ta thấy quán nhậu ngày xưa bây giờ đóng cửa rồi. Nếu các anh chị các bạn đã từng nhậu qua đây thì ngày hôm nay quán đã không còn nữa ha. Wow, anh đi kiếm cái vạch qua đường hơi bị vất vả đây. Không có lối để chạy xe luôn, lấy đâu mà lối đi bộ. Đó, vạch qua đường chúng ta đây. Này, xe đang đổ về cái vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa nè. Liên tục luôn. Thì nơi đây cũng gần với công ty, cũng gần với chỗ làm, nên thành ra em đi ra đây nó cũng gần và dễ dàng dẫn các anh chị và các bạn đi lang thang hơn. Thấy xe cộ ghê chưa. Như thế này thì làm sao qua đường được đây. Và chúng ta thấy ở trên đây nè. Hướng này là Lý Thái Tổ nè. Và hướng này là Hồng Thập Tự nè. Chúng ta thấy hàng cây lớn ở cuối video nè. Và cái video này có lẽ sẽ rất là dài. Và cái nội dung của chúng ta ngày hôm nay có lẽ không trọn vẹn cho lắm.
nếu nó dài quá chắc chúng ta gặp nhau trong video sau nha, để bà con tiện theo dõi hơn. Và video này sẽ là video kẹt xe ở cung đường ngã 6 Cộng Hòa, một ngày đẹp trời nhưng mà kẹt xe. Đang chúng ta nhìn thấy hình ảnh của cái vạch trắng qua đường nè, nhưng mà mình không thấy cái lối để mình qua, bây giờ không biết phải làm sao. Chắc lẽ đi qua từ từ thôi, chứ đứng hoài thì không bao giờ hết xe cả. Nếu các anh chị bạn có về Sài Gòn thì cũng nên cẩn thận trong những cái pha thế này. Chạy xuôi, chạy ngược, chạy dọc, chạy xuôi luôn. Rồi, chúng ta qua được rồi. Nhìn thấy đây là công viên nè. Công viên nằm ngay góc Hùng Vương và Trần Phú. Và mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Chắc video kẹt xe ở đây xin tạm dừng và hẹn gặp lại bà con mình trong những video sau. Bây giờ chúng ta sẽ tạm ngắt đi, rồi mình đi bắt đầu từ cung đường Lý Thái Tổ. Rồi cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong video cung đường Lý Thái Tổ, con đường kết duyên.